kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Tân Lạc. Trong chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Sáng ngày 18 tháng 1 năm 2018, tại xã Trung Hòa, ông Hoàng Văn Tứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và ông Đinh Công Sứ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa 16 ứng cử tại huyện Tân Lạc đã tiếp xúc cử tri ba xã Trung Hòa, Phú Vinh, Ngoại Hòa. Tại hội nghị, đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 thông báo kết quả kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình vừa diễn ra và thông qua các nghị quyết, ý kiến, kiến nghị tại kỳ họp đến hội nghị. Với tinh thần làm việc dân chủ, thẳng thắn và cởi mở, cử tri đã bày tỏ sự tin tưởng, phấn khởi trước những kết quả mà tỉnh Hòa Bình đạt được trên các lĩnh vực trong năm 2017. Đồng thời, cử tri ba xã đã nêu lên những ý kiến, kiến nghị với đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh như việc thi công một số tuyến đường liên xóm bị chậm trễ, việc chi trả phụ cấp cho một số cán bộ kiêm nhiệm và cán bộ không chuyên trách chưa kịp thời, vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự ở các xã giáp ranh với các huyện bạn, khó khăn trong việc sáp nhập xóm theo đề án 1084, việc quan tâm phát triển du lịch vùng lòng hồ sông Đà. Tiếp thu và giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri, ông Hoàng Văn Tứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và ông Đinh Công Sứ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc đánh giá cao các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của cử tri. Đây là những ý kiến tâm huyết liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, kinh tế của nhân dân, giúp các cấp, các ngành hoàn thiện thể chế, chính sách và có sự đầu tư đúng trúng, đưa địa phương ngày một phát triển. Sáng ngày 17 tháng 1, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và chương trình công tác năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Tinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trong thời gian một ngày. Sau khi được nghe các dự thảo, báo cáo, văn bản, đại biểu đã chia tổ thảo luận và thảo luận tại hội trường, đóng góp ý kiến, hoàn thiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2018. Đồng thời, đề xuất kiến nghị và đưa ra các giải pháp thực hiện hiệu quả trong năm 2018. Để thực hiện có hiệu quả, quyết định số 54 ngày 10 tháng 1 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình về ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Đồng thời, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân huyện, Ủy ban Nhân dân huyện xác định trọng tâm trong chỉ đạo điều hành năm 2018 là tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của huyện, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ và công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nâng cao chất lượng tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, khuyến khích đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển đô thị, dịch vụ, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh. Để thực hiện, Ủy ban Nhân dân huyện đã xây dựng 35 chỉ tiêu và 6 giải pháp thực hiện, đó là phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,7%, thu nhập bình quân đầu người đạt 38,46 triệu đồng, tổng sản lượng cây lương thực có hạt ước đạt 41.845 tấn, tỷ lệ hộ nghèo 19,8%, thu ngân sách nhà nước ước đạt 28 tỷ 488 triệu đồng. Đến cuối năm 2018, toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cũng tại hội nghị, đại biểu đã tập trung đánh giá về kết quả thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 và tổng kết việc triển khai thực hiện đề án thí điểm sáp nhập kiện toàn xóm trên địa bàn huyện Tân Lạc năm 2017. Năm qua, việc thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới còn nhiều khó khăn. Toàn huyện không có thêm xã nào về đích nông thôn mới. Năm 2018, huyện sẽ tổ chức kiện toàn lại bộ máy chỉ đạo, điều hành từ huyện đến cơ sở, phân công, phân nhiệm rõ ràng các thành viên và tăng cường công tác kiểm tra giám sát, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong thực hiện chương trình. Về kết quả thực hiện đề án thí điểm sáp nhập kiện toàn xóm của tỉnh, huyện đã chọn và thực hiện thành công tại hai xã Địch Giáo và Lũng Vân, được cán bộ nhân dân đồng tình thực hiện. Qua sáp nhập, từ 26 xóm trước đây của hai xã xuống còn 16 xóm, giảm 40 người hoạt động không chuyên trách. Đặc biệt, tiết kiệm ngân sách nhà nước mỗi năm trên 800 triệu đồng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Ủy ban Nhân dân huyện trong việc hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2017. Năm 2018, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện và các địa phương
cần quyết liệt sáng tạo hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, duy trì việc giao ban định kỳ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đề cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu. Theo chủ đề học tập, làm theo Bác năm 2018, cùng một số nội dung quan trọng khác. Nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán, Mậu Tuất và lễ hội năm 2018, huyện Tân Lạc đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm, kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm. Trong đó, tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội 2018 như rau, thịt, rượu bia, nước giải khát, bánh mứt kẹo, dịch vụ ăn uống, tăng cường kiểm tra tại các cửa hàng, quán, cơ sở kinh doanh và các chợ, các cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm. Đồng thời, huy động tối đa các kênh truyền thông, tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm cũng như kiến thức, trách nhiệm của người sản xuất, người tiêu dùng trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng thực phẩm. Trong ngày đầu ra quân, hôm 18 tháng 1, đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành lấy 4 mẫu ngẫu nhiên tại đại lý tạp hóa, cơ sở kinh doanh ăn uống, kiểm tra nhìn chung các chủ cửa hàng, cửa hiệu, cơ sở kinh doanh và chế biến thực phẩm đều cơ bản đáp ứng các tiêu chí đảm bảo an toàn. Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiến hành công tác kiểm tra từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tranh thủ sự hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật của các ngành chức năng, trong những năm vừa qua, phong trào trồng cây vụ đông nói chung và trồng ngô đông nói riêng ở xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc phát triển khá mạnh. Những diện tích một vụ, hai vụ thường bỏ trống sau thu hoạch vụ mùa nay được thay bằng màu xanh của nhiều loại cây trồng. Đây là cánh đồng ngô đông của bà con nhân dân xóm Phung 2, xã Ngọc Mỹ. Đây là cơ sở có phong trào trồng cây vụ đông phát triển nhất xã. Vụ đông năm nay, xóm Phung 2 đã thực hiện được gần 6 ha cây vụ đông, trong đó chủ yếu là cây ngô đông với 5 ha. Theo lãnh đạo xóm, việc trồng cây vụ đông đã gần như thành nề nếp. Cứ sau khi thu hoạch lúa vụ mùa, bà con chủ động trồng ngô đông. Đầu tiên thì năm 2015 ấy thì bà con một số hộ thì bảo là làm cái này nó không được mấy, thì bắt đầu từ năm thứ hai thì bà con thì làm vận động bà con tuyên truyền, bà con cũng thấy cái hình thức đấy nó tốt và thêm cái thu nhập cho bà con. Thứ hai nữa là cái những cái hộ mà có cái trâu bò ấy thì trồng để tăng thêm cái thức ăn cho gia súc gia cầm. Từ chủ trương hay phù hợp cộng với cách làm hiệu quả, bà con nhân dân đã đón nhận hào hứng. Gia đình anh Bùi Thanh Lương hàng năm đều duy trì từ 2.500 đến 3.000 mét vuông cây ngô đông. Cũng theo anh Lương, trồng ngô đông trên đất ruộng rất thuận lợi, cây phát triển rất tốt, chi phí đầu tư ít. Sau thu hoạch lúa, chỉ cần tháo cạn nước là có thể trồng. Sau khi ngô được 7 đến 10 lá thì bón đạm, không cần làm cỏ. Đối với cây ngô nếp, bình quân với vụ ngô đông diện tích trên 1.000 mét vuông cũng cho thu hoạch từ 6 đến 7 triệu đồng. Ngô tẻ cho năng suất trên 30 tạ trên 1 ha, góp phần tăng thu nhập cho gia đình. Nói chung là bán ngô đi thì cũng được một phần nào đấy cái số tiền để trang trải trong cuộc sống thôi. Ruộng hoặc không thì trồng lúa không tốt, nhưng mà trồng ngô đông thì năm nay trồng ngô đông trong năm sau lúa sẽ tốt hơn. Trồng cây ngô đông chi phí thấp, song lại mang đến lợi ích kép, vừa làm tơi xốp cho đất ruộng, vừa tăng thu nhập. Đặc biệt, tận dụng thân cây, lá ngô làm thức ăn cho gia súc vào những ngày đông giá rét. Vụ ngô đông năm nay do thời tiết khắc nghiệt nên cây phát triển chậm so với mọi năm, nhưng bà con không mấy lo lắng, bởi Ngọc Mỹ chăn nuôi đại gia súc khá lớn. Những diện tích ngô kém phát triển, ngoài phục vụ chăn nuôi của gia đình, bà con còn bán cây cho các hộ chăn nuôi khác. Cho được phân được ấy thì nó cũng phát triển cũng tốt. 3 năm nay toàn là trồng ngô để chăn nuôi. Năm 2017, do ảnh hưởng của mưa lũ cộng với tình hình sâu bệnh diễn biến phức tạp, nên năng suất và sản lượng vụ mùa năm 2017 của Ngọc Mỹ tụt giảm nghiêm trọng. Toàn xã có trên 40 ha lúa và hoa màu bị mất trắng, diện tích còn lại năng suất rất thấp, bình quân chỉ đạt 36 tạ trên 1 ha, giảm gần 20 tạ so với năm 2016.
nên vụ đông năm nay, để bù đắp thiếu hụt của vụ mùa thất bát, cấp ủy chính quyền địa phương đã tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo, nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên và nhân dân trong công tác sản xuất vụ đông. Trong đó, căn cứ vào đặc điểm từng cánh đồng, từng xóm, xã đã xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra đôn đốc và phân công cán bộ nắm địa bàn, hướng dẫn bà con thực hiện, nên kết quả trồng cây vụ đông năm nay vượt so với kế hoạch đề ra và cao hơn so với năm trước. Toàn xã thực hiện được gần 40 ha cây vụ đông, trong đó có 17 ha trồng ngô, gần 3 ha trồng khoai lang và 20 ha trồng rau các loại. Đảng ủy thì cũng có nghị quyết, cũng có kế hoạch vụ đấy. Sau đó ủy ban thì cũng kế hoạch cho từng xóm để xóm triển khai đến các hộ dân, tuyên truyền hộ dân để trồng ngô, trồng vụ đông. Cái diện tích về ngô thì nói chung là cũng nhiều hơn năm trước, đấy, cũng đồng đều hơn. Kết quả đạt được là đáng ghi nhận. Tuy nhiên, theo lãnh đạo địa phương, phong trào trồng cây vụ đông tại xã chưa có nhiều đột phá, mới chỉ dừng lại ở một số xóm có truyền thống. Hiện còn 6 trên 19 xóm chưa thực hiện trồng cây vụ đông. Vì vậy, trong thời gian tới, xã tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động dưới nhiều hình thức và tổ chức thực hiện các mô hình điểm tại từng khu dân cư để bà con học tập, nhân rộng, nhằm đưa cây vụ ba thành vụ sản xuất quan trọng trong năm, góp phần nâng cao thu nhập cho bà con và đảm bảo nguồn thức ăn dự trữ cho đàn gia súc vào mùa đông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Tân Lạc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.